JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác cách nhận biết và cách chỉnh các cái chế độ ở trên cục đẩy mà rất ít bác quan tâm và rất ít bác biết về cách chỉnh các cái chế độ ạ. Vâng, thì em đây là hôm nay bên em lấy ví dụ ra là một cái đẩy công nghệ mới Class D mà cực kỳ là nhẹ và siêu nhẹ luôn ạ. Vâng, đó là thương hiệu WeWood, mã là QE1600. Vâng, đây là dòng đẩy 4 kênh. Và các chế độ mà hôm nay bên em hướng dẫn đó là 3 chế độ. Thường thường ở trên cục đẩy có 3 chế độ gạt mà do nhà sản xuất thiết kế, đó là chế độ Stereo và Parallel và Bright. Vâng, thì cũng có những nhà sản xuất thì để những chế độ này ở phía sau. Vâng, riêng cái dòng WeWood công nghệ Class D này nhà sản xuất lại đưa ra là phía trước để chúng ta dễ chỉnh hơn. Đây là cái ưu việt của cái dòng đẩy công nghệ Class D. Vâng, thì đầu tiên em giới thiệu về cái chế độ Stereo đi ạ. Vâng, Stereo đây là chế độ tín hiệu vào 1 và ra 1. Ví dụ là các bác có được cái đẩy 4 kênh và một cái vang có đủ 4 cổng ra. Vì thế chúng ta sẽ chuyển chế độ Stereo. Thì là các bác hiểu nôm na là một vào và một ra, đây là chế độ Stereo. Vâng, đây em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về cái chức năng cần gạt hay là cái đúng Stereo đấy ạ. Vâng, là có những dòng đẩy phía sau nó mình phải gạt cơ, gạt sang chế độ Stereo. Nhưng dòng này lại làm các núm đằng trước dùng để chúng ta ấn ra ấn vào, để chúng ta chọn chế độ. Vâng, về Stereo thì là đây em lấy ví dụ là một cái vang số BT Audio mã là X8. Vâng, thì phía sau thường thường ở những cái vang số nó có đủ 4 cổng. Còn ví dụ 4 cổng để ra tín hiệu âm thanh dùng cho loa. Thì đầu tiên nó là MR này, ML này, đây là tín hiệu ra loa này. Và SR và SL đây là tín hiệu ra loa để dùng cho cục đẩy 4 kênh. Đấy là gọi là đủ đường tín hiệu vào và đủ từng đường tín hiệu ra dùng cho đẩy vang và đẩy. Khi mà vang có đủ 4 tín hiệu ra và đẩy có đủ 4 tín hiệu vào, bật chế độ Stereo. Đó là chức năng là một ra, một vào và một ra. Đây là chức năng Stereo sẽ hoạt động. Nên là trường hợp dành cho đủ 4 cổng nhé, 4 cổng của vang và 4 cổng của đẩy. Đấy thì chúng ta chọn chế độ Stereo. Vâng, còn chế độ Parallel thì sao? Chế độ 3 Parallel thì sao? Vâng, Parallel thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các bác. Vâng, chế độ Parallel thì thông thường dùng cho cái trường hợp là vang cơ lai số có chỉ có hai đường tín hiệu ra thôi ạ. Vâng, đây chỉ có hai đường tín hiệu ra R và L, đây là output ạ. R và L mà lại dùng cho đẩy 4 kênh thì chúng ta phải làm thế nào? Vâng, khi mà cái vang cơ lai số thường thường có hai cổng ra thì dùng để 4 kênh chúng ta sẽ bị thiếu hai cổng. Thiếu hai cổng tín hiệu ra của đĩa vang. Vì thế chúng ta sẽ phải chuyển chế độ Parallel. Là chế độ Parallel này này. Đấy, cả hai bên chuyển sang chế độ Parallel thì tự khắc cái tín hiệu một cổng này sẽ chia ra được hai vế của cái đẩy 4 kênh và một cái cổng này sẽ chia ra hai vế hai kênh của cái đẩy. Thì là chúng ta chuyển sang chế độ Parallel nhé. Đấy, hai đường tín hiệu này của cái vang cơ lai số sẽ chia ra được 4 cổng của cái đẩy 4 kênh. Nên là chế độ Parallel, một vào và hai ra. Chế độ đó là cái chế độ chức năng của Parallel. Các bác phải hiểu, vì các bác nhiều bác mua đẩy về, mua các vang đẩy về mà không biết cách chỉnh. Đôi khi là các bác mua cái đẩy 4 kênh mà chỉ có cái vang cơ lai số hay là vang cơ chỉ có hai đường ra thôi, các bác biết cách nào chỉnh để cho chạy được 4 loa thì các bác nhớ cho em là các bác phải chuyển sang chế độ Parallel. Đấy. Nhưng chuyển sang chế độ Parallel thì lại có một cái lưu ý, em sẽ quay ra đằng sau em hướng dẫn các bác. Vâng, đây các bác nhá, đây là phía sau này. Nếu mà về thông thường cơ bản thì có 4 cổng vào và có 4 cổng ra, phía sau đây để 4 kênh thì chúng ta phải có đủ 4 dây canon được cái để chúng ta kết nối từ đằng sau vang thì mới đủ được 4 cái đường ra loa này.
nhưng các bác chỉ có hai đường ra loa thôi, thì các bác ấy cho em mỗi một bên đẩy của hai kênh đấy ạ. Vâng, hai kênh và bên này là bốn kênh, thì các bác cắm cho em một cổng C. Khi mà các bác cắm cổng tín hiệu vào ở cổng C của cái đẩy thì các bác chuyển sang chế độ panel, tự khắc tín hiệu này nó sẽ chia ra hai cái đường rắc niêu trích ra loa, tự khắc nó sẽ chuyển đấy, thì chúng ta sẽ chạy được một đô la bên này. Đây là chế độ panel. Và bên này cũng vậy, thì các bác cắm cho em cổng A. Cắm cổng A xong thì các bác chuyển chế độ panel. Cái đẩy này thì nó ở đằng trước, nhưng có những cái dòng đẩy nó sẽ để panel, drive và stereo ở dưới này, thì chúng ta chỉ việc gạt thôi ạ. Vâng, chúng ta cắm vào cổng A, chuyển sang chế độ panel thì tự khắc tín hiệu nó sẽ chia ra hai cổng trích này. Đấy ạ. Thì tự khắc bên này sẽ chúng ta sẽ chơi được một đô la nữa. Đấy ạ. Đây là cái lưu ý mà chúng ta chuyển sang chế độ panel. Thì có hai đường ra loa từ trên vang thì chúng ta sẽ cắm hai cổng A và C. Thì đó chúng ta chuyển chế độ panel và tự khắc bốn cổng này đều có tín hiệu. Đây là chế độ panel. Vâng, còn chế độ drive thì sao ạ? Vâng, chế độ drive thì các bác hiểu cho em là chế độ này là chế độ đánh chập kênh, đánh hai cầu dương với nhau. Và chập kênh như thế nào? Chập kênh là dồn hai cái công suất của hai kênh chập vào là một. Ví dụ là cái đẩy này nó là mắc của nó là 800W. Mắc của nó là 800W thì các bác đánh chế độ drive là nó sẽ chập công suất của hai kênh vào nó thành 1600W để chúng ta đánh súp hơi. Đây là chế độ drive, thường thường là để chỉ dùng đánh súp hơi đấy ạ. Vâng, để dồn công suất lại, đánh một cái súp là súp hơi. Đây là chế độ drive được là đánh chập kênh. Thì chúng ta đánh hai cầu dương thì một cầu dương sẽ chuyển thành âm và một cầu dương sẽ chuyển thành dương. Và nó dồn hai công suất lại. Đây là ba cái chế độ mà stereo, panel và drive là các bác đã hiểu cơ bản về cách chỉnh đằng sau đẩy và cái đẩy này lại đưa đằng trước. Đấy là những cái mà bên em hướng dẫn cho các bác là ba chế độ chúng ta cần lưu ý trên một cái cục đẩy công suất. Vâng, thì sau clip này bên em hướng dẫn thì các bác cũng hiểu phần nào. Vâng, các bác nào đã hiểu rồi thì các bác bỏ qua. Vâng, các bác chưa hiểu thì các bác cũng có thể để lại số điện thoại trên kênh bên em tư vấn thêm. Vâng, thì hôm nay em xin phép dừng video và hẹn các bác vào các video tiếp theo ạ.